Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình front-end với lại React.js cơ bản. Thì bữa nay là buổi 11 thì tôi sẽ đi giới thiệu và giải thích cho các bạn về DOM và Virtual DOM. Tôi sẽ giải thích cho các bạn DOM là gì, Virtual DOM là gì, rồi cách hoạt động của nó ra làm sao. Thì bữa trước ở buổi 10 thì tôi đã giải thích cho các bạn về cái cơ chế rendering environment. Thì trong cái thằng rendering environment thì tôi có giải thích sơ cho các bạn về cái thằng DOM rồi React DOM vân vân. Thì bữa nay trong buổi này thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn chi tiết về DOM rồi React DOM rồi Virtual DOM. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu DOM là cái gì. Thì DOM tức là viết tắt của Document Object Model. Thì đây là một cái kỹ thuật tiêu chuẩn mà để mà dùng để mà chúng ta truy xuất và quản lý đến các environment ở trong các tài liệu như là HTML, XML thông qua một cái script. Thì các tiêu chuẩn này thì nó được định nghĩa bởi cái thằng W3C tức là World Wide Web Consortium. Cái tiêu chuẩn DOM của thằng W3C thì nó được chia thành ba cái thể loại khác nhau. Đầu tiên là Core DOM, rồi XML DOM, rồi HTML DOM. Thì phổ biến nhất là cái thằng HTML DOM. Thì cái mô hình tiêu chuẩn mà để mà truy xuất đến các tài liệu, các environment ở trong cái trang HTML. Thì trong cái khóa học này thì tôi sẽ tập trung vào cái thằng HTML DOM thôi. Ngoài ra nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về thằng DOM thì thằng DOM này nó là một cái khái niệm ở trong cái ngôn ngữ JavaScript. Thì ví dụ như ở trong các khóa học của tôi thì tôi có một khóa học lập trình JavaScript chuyên sâu với lại JavaScript ES6, OVP, DOM rồi Asynonut. Thì các bạn nếu mà muốn tìm hiểu sâu hơn về các thành phần của thằng JavaScript thì các bạn có thể vô đây để tìm hiểu. Thì DOM thì nó là một cái khái niệm, một cái thành phần ở trong cái thằng JavaScript. Thì ở trong cái khóa học này thì tôi có các bài học liên quan đến phần DOM rồi xử lý sự kiện với thằng DOM, thì các bạn thể vô đây và tham khảo cái khóa học này của tôi. Còn ở trong cái khóa học React này thì tôi chỉ giới thiệu lại, tổng hợp lại về cái thằng DOM là gì thôi. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cấu trúc của một cái tài liệu DOM trong cái file HTML. Thì đây là cái cấu trúc của một cái file HTML. Thì nó có một cái thẻ root, một cái element root là HTML, rồi sau đó là các element con như là head, thẻ body. Rồi trong cái phần head thì lại có các thẻ con nữa, rồi tương tự ở trong phần body thì cũng có các thẻ con khác nữa. Thì cái thằng HTML DOM này thì các bạn cứ hiểu đơn giản nó là cái file HTML mà nó render cho chúng ta ở bên dưới này. Thì đây là một cái DOM, các bạn cứ hiểu ở đây là một cái tài liệu DOM của thằng HTML. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái thằng DOM ảo, Virtual DOM. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu DOM ảo là gì. DOM ảo nó là một cái khái niệm lập trình, nó là một cái ý tưởng, một cái sự ảo hóa khi mà chúng ta trình diễn một cái trang giao diện mà thì chúng ta sẽ xử lý và giữ nó ở trong cái memory, và chúng ta sẽ đồng bộ với lại cái DOM thật ở trên trình duyệt. Cái DOM thật là tức là cái DOM ở trên trình duyệt và vừa nãy là tôi đã show lên cho các bạn. Thì chúng ta sẽ trong cái thằng React thì nó có cái thằng React DOM, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta cái việc xử lý ảo hóa này. Thì bữa trước thì ở trong cái source code, ở cái file index.js thì ở đây chúng ta có cái thằng React DOM và nó gọi cái hàm redirect, và cái hàm này thì nó sẽ thực hiện cái việc tương tác với lại cái thằng DOM thật. Đó. Xử lý cái nó có cái thằng virtual DOM ở trong cái thằng thư viện React DOM này, và nó sẽ xử lý và update lại cái UI cho chúng ta. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao chúng ta cần cái thằng virtual DOM này. Thì cái việc mà thay đổi và cập nhật một cái DOM thật thì nó diễn ra rất là nhanh bởi vì cái cấu trúc dạng cây, nhưng mà nó lại chậm khi mà chúng ta rendering toàn một cái page, toàn một cái trang. Khi mà một cái trong trường hợp mà có một cái nốt nhỏ nào đó thay đổi hoặc là update thì chúng ta phần phải update lại nguyên một trang thì nó sẽ rất là chậm. Vì thế cái thằng Virtual DOM này nó được ra đời và nó giải quyết cái vấn đề rendering này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thằng Virtual DOM này nó work như thế nào.
thì các bạn có thể có một số câu hỏi như là thằng virtual DOM này nó xử lý và update cái DOM thật và rendering lại cái UI như thế nào, hoặc là các bạn có thể thắc mắc là làm thế nào để cái thằng virtual DOM này nó update cái UI được nhanh hơn so với lại cái bình thường. Thì ở đây tôi có cái hình minh họa cái thằng virtual DOM và cái thằng build DOM. Thì cái thằng virtual DOM thì nó sẽ hoạt động như sau. Thì cái thằng React nó sẽ sử dụng các thuật toán để mà nó so sánh cái cây virtual DOM mới với lại cái cây virtual DOM trước đó. Thì nếu mà nó tìm thấy một cái nốt nào đó thay đổi, ví dụ ở đây thì nó có hai cái nốt nó thay đổi từ cái nốt này qua nốt này, thì nó sẽ thực hiện và nó kiểm tra và nó so sánh, rồi sau đó nó sẽ update lại ở trên cái thằng DOM thật. DOM thật tức là cái DOM ở trên trình duyệt. Đó, thì tôi sẽ tóm tắt lại cái cách mà thằng Virtual DOM nó hoạt động. Thì cái thằng React thì nó sẽ sử dụng các thuật toán để nó so sánh cái Virtual DOM mới với lại cái cây Virtual DOM ở phiên bản trước đó. Nó sẽ kiểm tra xem là có cái nốt nào thay đổi hay không, và sau đó nó sẽ rendering chỉ mỗi cái nốt mà có sự thay đổi ở trên cái Virtual DOM, tức là cái DOM thật ở trên trình duyệt. Thì cái việc này thì nó sẽ giúp cho cái việc performance nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ update và rendering lại cái ứng dụng của chúng ta một cách nhanh chóng, vì nó chỉ update lại có một cái nốt thôi, cái nốt nào mà thay đổi thì nó sẽ cập nhật lại. Rồi, nếu mà các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về cái thuật toán mà thằng React nó sử dụng để mà nó so sánh cái cây Virtual DOM ấy, thì các bạn phải vô cái phần Advanced Wise, rồi các bạn vô cái phần Reconciliation này. Đó, ở đây thì nó có cái phần nói sâu hơn về cái thuật toán Diffing Algorithm này, thì nó sẽ giải thích cho các bạn chi tiết ở đây, thì các bạn nên vô đây để đọc và tìm hiểu sâu hơn. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm một cái demo về cái phần sử dụng cái Virtual DOM ở trong cái thằng React này. Thì chẳng hạn như là bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái component mới đi. Tôi sẽ tạo ra một cái file mới là demo trên test chẳng hạn. Tôi sẽ tạo ra một cái file là demo trên test.js. Thì trong này tôi sẽ đi tạo ra một cái component. Thì tôi sẽ gõ là rsfp để tạo ra một cái component. Đó, tôi sẽ gõ vậy rồi tôi sẽ nhấn enter thì nó sẽ tạo ra một cái function component cho tôi. Thì đây là cái phím tắt. Các bạn nhớ có cái phím tắt này, thì để mà xài được cái phím tắt này thì các bạn cần phải đặt cái nút in là React Code Snippet. Đây, các bạn cần phải cài đặt cái React JS Code Snippet này. Cái này của tôi thì tôi đã cài đặt rồi. Các bạn nào nếu mà chưa cài thì các bạn nhớ cài đặt cái nút in này thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ nhấn vô Enter này. Đó, thì bây giờ chỗ này, bây giờ tôi sẽ có một cái biến. Chẳng hạn như tôi có cái biến username này. Và theo thì tôi sẽ có cái hàm mà set username. Rồi tôi sẽ gọi cái thằng view tay. Thì cái giá trị ban đầu thì tôi sẽ để là một cái chuỗi rỗng. Thì cái cú pháp sử dụng cái thằng view tay này, thì đây là một cái hàm của thằng React Hook làm việc, để làm việc với tay thì chúng ta cần phải có cái này. Thì tôi sẽ giải thích chi tiết cho các bạn về cái hàm view tay này ở cái buổi về giới thiệu về cái phần sử dụng cái thằng tay trạng thái ở trong React và ở trong cái buổi về cái thằng React Hook. Đó, thì các bạn về xem ở các buổi tiếp theo. Rồi theo đây thì tôi có cái thẻ P chẳng hạn. Chẳng hạn như là tôi có chữ Hello chẳng hạn. Thì đây chẳng hạn như là tôi sẽ có cái Hello User chẳng hạn, username như vậy. Rồi theo thì tôi sẽ có cái button. Thì đây tôi sẽ có cái button là trên test. Trong cái button này tôi sẽ có cái onNick. Và tôi sẽ gọi cái hàm set username đây. Khi mà nick rồi thì tôi sẽ thay đổi lại cái giá trị của cái thằng username là bằng Adam chẳng hạn. Rồi tôi cho save này. Rồi theo cái trong cái file index.js này,
thì cái component app này thì tạm thời tôi sẽ comment lại, và bây giờ tôi sẽ gọi cái component demo trên test lên và sử dụng. Đó, tôi sẽ link cho say này. Rồi bây giờ tôi sẽ lên lại trình duyệt này, tôi sẽ quay lại cái phần app của tôi này. Đó thì cái trang của tôi bây giờ nó thay đổi lại thành cái component của demo trên test của tôi đây. Bây giờ tôi chẳng hạn như tôi impact này, các bạn để ý cái chỗ cái thẻ P này, cái chữ Hello này. Bây giờ chẳng hạn như tôi click cho cái button trên test này, đó thì các bạn thấy là cái nó chỉ có mỗi cái component cái thẻ P này nó được render lại thôi. Đó ví dụ bây giờ tôi defend này này, và bây giờ tôi sẽ click lại trên test này, đó thì các bạn chỉ thấy là có mỗi một cái nốt là cái thẻ P này nó thay đổi thôi. Đó thì đây là nó đang sử dụng cái kỹ thuật của thằng Virtual DOM là DOM ảo. Đó đó như vậy là hôm nay tôi đã giải thích cho các bạn về cái thằng DOM và Virtual DOM. Đó thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Thì buổi tiếp theo là buổi 12 thì tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái sử dụng cái component ở trong cái thằng React. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.